Hoa hậu ảnh Nam Em có tên đầy đủ là Nguyễn Thị Lệ Nam Em. Cô sinh vào năm 1996, đến từ Tiền Giang, sở hữu một thân hình khá thon gọn và làn da trắng mịn với khuôn mặt khả ái. Nam Em đã và đang chinh phục người hâm mộ không chỉ trong nước mà ngay cả quốc tế ở cuộc thi Hoa hậu trái đất năm 2016. Nam Em đã được nhiều người hâm mộ đã đánh giá là một người đẹp sở hữu sự tự tin và một nét đẹp dịu dàng trong sáng giống như Đặng Thu Thảo. Cách trang điểm và làm tóc của hai người đẹp cũng có sự tương đồng nên đã nhận được thiện cảm lớn từ người hâm mộ. Hiện tại thì Nam Em đang là một sinh viên của Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội tại Hà Nội. Nhiều lần cô bị đem ra để so sánh với đàn chị, nhưng mà người đẹp cho biết cô đã không cảm thấy buồn vì em rất ngưỡng mộ nhan sắc và con người của chị Thu Thảo. Sở dĩ Hoa hậu Nam Em có một cái tên đặc biệt này là do ông nội của cô trước khi mất đã dặn dò gia đình khi mà các cháu ra đời, nếu sinh con trai thì phải đặt tên là Nguyễn Quốc Phong, nếu sinh con gái thì sẽ đặt là Nguyễn Thị Lệ Nam. Cuối cùng, như một cơ duyên, thì mẹ cô sinh đôi nên mới có thêm chữ Em để phân biệt với chị gái là Nguyễn Thị Lệ Nam. Với ý nghĩa như vậy nên người đẹp Nam Em này không có ý định thay đổi tên thật của mình vì chữ Hiếu. Mặn nồng cuối trắng lương phai nhạt, sao chàng nỡ quên tình em. Thật sống kêu náo nùng trong đêm, tiếc thương với ai quên bạn. Hoa hậu Nam Em có một chị em sinh đôi, tên là Nguyễn Thị Lệ Nam. Chị của cô thì cũng theo học Trường Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Sau cuộc thi Hoa Khôi tại đồng bằng sông Cửu Long, ngoài việc cô tích cực tham gia vào các hoạt động xã hội cũng như làm thiện nguyện, Nam Em đã lấn sân sang lĩnh vực ca hát và bước đầu đã gặt hái được khá nhiều thành công. Bên cạnh đó, Hoa Khôi Nam Em còn vinh dự trở thành một đại diện của Việt Nam để tham dự cuộc thi Hoa hậu trái đất năm 2016 được tổ chức tại Philippines. Sở hữu một giọng ca trong trẻo cao vút và rất nhiều cảm xúc, lại từng có một khoảng thời gian học tập tại Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Bởi vậy, Nam Em đã mau chóng chinh phục được khán giả khi cô lấn sân sang ca hát, đặc biệt khi mà Nam Em đã tham gia chương trình Tình Bolero và đã thử sức với dòng nhạc xưa ngọt ngào, cô đã lọt vào top 5 của Trung Quốc. Nam Em lại một lần nữa đã chinh phục được nhiều khán giả cũng như khẳng định cho mọi người thấy cô là một hoa khôi không chỉ có vẻ đẹp về ngoại hình mà còn có tài năng. Chính là nhờ sự nỗ lực và cố gắng ấy mà Nam Em đã được lựa chọn là một đại diện chính thức của Việt Nam để dự thi Hoa hậu trái đất năm 2016 diễn ra vào tháng 10 tại Philippines. Đến với cuộc thi Hoa hậu trái đất thì Nam Em bằng tài năng của mình đã đem về vinh quang cho tổ quốc của mình. Cô đã xuất sắc giành giải bạc trong phần thi về tài năng tại Hoa hậu trái đất 2016, đã lọt vào top 8 của cuộc thi, lọt top 3 trong phục dạ hội đẹp nhất ở tại Hoa hậu trái đất, và mới đây là giành huy chương vàng đầu tiên tại Miss Earth 2016. Nhưng cũng rất màu nước mắt, có lẽ đời sống của cô thiếu thốn tình cảm của bố mẹ từ khi cô còn rất nhỏ khiến cho Nguyễn Thị Lệ Nam Em, top 10 của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam rất dễ xúc động. Người đẹp đã không kìm được những giọt nước mắt khi mà kể về cuộc đời lầm lạc của người cha yêu dấu của mình. Ba tôi mất khi mà trên má vẫn còn dính cọng bún. Ba mẹ tôi ly hôn khi tôi còn rất nhỏ. Hình ảnh đã hằn sâu trong ký ức của tôi là ngày ba mẹ tôi dắt chị gái bước ra khỏi nhà. Tôi đã bơ vơ lạc lõng ở lại cùng với ba, nhưng rồi sau đó ít lâu, tôi được gửi đến nhà của một người cô ruột. Ba tôi cả đời đã lầm lạc, nhưng tôi luôn thấy ông rất tội nghiệp hơn là đáng trách. Nguyễn Thị Lệ Nam Em đã khóc khi kể về tuổi thơ của mình. Ngày ông đã ra đi, bên cạnh ông không có vợ con, gia đình hay là bạn bè thân thiết, trên má ông còn dính ở cọng bún và ở túi vẻn vẹn có 2.000 đồng. Đó là một hình ảnh buồn mà tôi sẽ mang mãi ở bên mình. Mọi người hay nói là thời gian sẽ nguôi ngoai, nhưng mà không hẳn vậy. Thời gian thì càng dài, tôi thì lại càng dằn vặt. Tôi cảm thấy mình đã sống với ký ức nhiều hơn là ở hiện tại. Tôi chưa bao giờ hờn hay trách mắng rằng cuộc đời của mình sao lại thiếu may mắn đến thế, khi không nhận được nhiều tình cảm của cha mẹ bởi vì tôi biết số phận của mình đã sắp đặt như vậy. Vẫn có những bàn tay khác
và những con người khác ở bên, như người cô ruột của tôi hay là những người thân khác đã thậm chí xuất hiện đúng lúc và họ đã cho tôi một cảm giác được che chở. Khi ba mất thì tôi tin tưởng rằng mọi cơ hội của tôi đã đóng lại với mình, nhưng có một trường hợp đặc biệt đã xảy ra, đó là một người chú của tôi, nơi tôi theo học đã tình cờ gặp và đã giới thiệu cho tôi xuống đoàn văn nghệ nghệ thuật của quân khu 9. Tại đây, tôi đã được nhiều cô chú hướng cho đi thi lớp tuyển sinh quân sự trong vòng 7 tháng, nhưng mà cả nước chỉ có 15 suất. Nếu đậu, thì mọi việc ăn uống hay học hành sẽ được quân đội lo cho hết, nên tôi đã quyết tâm lắm. Tôi đã thi đỗ và đã được ra Hà Nội để học trường nghệ thuật quân đội. Sau khi tôi được học một năm, tôi xin chuyển vào phía Nam để mà theo học tiện hơn các công việc khác của mình. Em đã cố gắng kìm nén mọi thứ lúc này. Anh với cô ấy. Mới đây trong một bài phỏng vấn, Hoa Khôi đồng bằng sông Cửu Long Nam Em đã có những phát ngôn thẳng thắn về chuyện tình cảm. Ở tuổi 21, chị đi thi những cuộc thi nhan sắc và tham gia đóng một số phim điện ảnh. Nhưng Nam Em đã mở được nhà hàng riêng. Điều này khiến cho nhiều người đặt nghi vấn cô có đại gia chống lưng. Thậm chí trong giới showbiz còn có nhiều lời đồn vị đại gia chăm lo cho Nam Em không ai khác đó chính là Chu Đăng Khoa, người từng gây sóng gió trong làng giải trí khi lộ mối quan hệ tình cảm với nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà. Nói về nghi vấn này, chân dài gốc Tiền Giang cho hay tin đồn này đã qua đi rất lâu rồi, xin mọi người đừng nhắc lại vì nó quá bất công với cô. Nếu tôi có đại gia hỗ trợ thì không cần phải mỗi ngày đăng bài quảng bá kêu gọi mọi người đến ủng hộ nhà hàng trên trang cá nhân. Nếu ai đến nhà hàng tôi sẽ thấy tôi xuất hiện ở hai nơi, một là phục vụ, hai là ở nhà bếp. Nếu có đại gia chống lưng chu cấp thì ngồi đó chỉ tay năm ngón, chứ như tôi làm gì cho cực. Mỹ Nhân sinh năm 1996 cũng chia sẻ, cô nghĩ mọi người lời ra tiếng vào rất nhiều, điều này làm ảnh hưởng đến cô bởi bản thân cô có tiếng nhưng không có miếng. Top 15 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 lấy tính mảng ra để khẳng định cô và đại gia Chu Đăng Khoa không hề quen nhau, nếu thật chắc tôi hạnh phúc vì có nhiều tiền. Bản sao Hoa hậu Thu Thảo nhấn mạnh cô không muốn đính chính hay nói về điều này vì càng làm lớn thì mọi người sẽ càng soi mói và người thiệt thòi nhất chính là Nam Em. Nữ diễn viên Lô Tô cũng tiết lộ với khán giả hiện tại cô đang là người độc thân. Chu Đăng Khoa từng có mối tình bị nhận nhiều gạch đá với nữ hoàng giải trí Hồ Ngọc Hà. Khi lộ chuyện tình cảm với giọng ca Gửi Người Yêu Cũ, Chu Đăng Khoa vẫn đang là người đàn ông có gia đình. Sau hơn 2 năm mặn nồng, đại gia xứ Nghệ và Hồ Ngọc Hà đã chính thức chia tay từ Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2016, theo lời chia sẻ của Đàm Vĩnh Hưng. Nhiều nguồn tin cho rằng sau mối tình tai tiếng, đại gia Kim Cương đã trở về tổ ấm của mình. Ngoài Hồ Ngọc Hà, vị đại gia sinh năm 1982 còn vướng tin đồn hẹn hò với ca sĩ Maya. Em đã hy sinh, dành mọi thứ đẹp nhất về anh. Bỏ ngoài tai những lời nói, những câu chuyện cũ về anh. Nhưng hôm nay em đã thấy, trước mắt em là gì đây. Trong buổi họp báo ra mắt MV ca nhạc để chính thức lấn sân sang con đường ca hát, Hoa Khôi Nam Em bất ngờ công khai chuyện tình cảm với danh hài Trường Giang. Đáng nói là cô khẳng định cả hai đã qua lại ngay trong thời gian Trường Giang đang hẹn hò với Nhã Phương. Nam Em ngay lập tức trở thành tâm điểm của những cuộc tranh cãi chưa tới hồi kết. Hoa Khôi cũng phải chịu đựng cơn thịnh nộ của fan hâm mộ cặp đôi Nhã Phương Trường Giang vì là người thứ ba. Đồng thời khơi lại chuyện này khi cặp đôi đang hạnh phúc và hướng tới đám cưới xuất hiện tràn ngập trên các mặt báo nhiều ngày qua. Nam Em liên tục để lộ trạng thái u uất, ánh mắt thất thần. Hoa Khôi đồng bằng sông Cửu Long oán trách Trường Giang vì đã bỏ rơi mình. Cô đồng thời kể lại cảm giác đau đớn đến mức phải dùng thuốc ngủ, có ý định tự sát. Trong một buổi trò chuyện được phát trực tiếp trên Facebook mới đây, Nam Em nghẹn ngào kể tôi yêu Trường Giang tới mức có thể chết vì anh ấy. Một thứ tình cảm không có từ ngữ nào có thể diễn tả được. Khi tôi dám công khai chuyện này, nghĩa là anh Giang phải quan trọng đối với tôi đến nhường nào. Thừa nhận là người thứ ba xen vào chuyện tình cảm của Trường Giang Nhã Phương, nhưng cô khẳng định tôi chia sẻ câu chuyện này để mối quan hệ của anh chị được tốt hơn. Tôi chưa một lần nào nói phải giành lấy anh Giang cho bằng được. Tôi thừa nhận có tình cảm với anh ấy, nhưng tôi xin phép gói nó lại. Tôi mong câu chuyện của tôi sẽ là câu chuyện cuối cùng và anh Giang sẽ không bao giờ làm tổn thương một người phụ nữ nào nữa. Dối bời đau lòng, nếu Nhã Phương đau một thì tôi phải đau gấp mấy chục lần.
cô cay đắng thừa nhận mình vướng quá nhiều thị phi, phần nhiều trong số đó là thị phi tình ái. Mặc dù đã có những lời xin lỗi công khai gửi tới Nhã Phương trên trang cá nhân, nhưng nếu có cơ hội, nam em vẫn muốn nói cô yêu mến Nhã Phương và thực sự mong cô và Trường Giang hạnh phúc.